Chào mừng các bạn đến với Let's Talk, chương trình talk show hướng nghiệp của trường Đại học Văn Lang dành tặng thế hệ Gen Z. Như chúng ta được biết, luật tồn tại khắp mọi nơi, trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và ngay cả trong đời sống. Chính nhờ đến luật pháp mà chúng ta có thể giải quyết được các xung đột, tranh chấp, mâu thuẫn một cách dễ dàng hơn. Bật mí cho các Gen Z một thông tin, luật sư là một trong 10 ngành nghề có mức thu nhập cao nhất thế giới, theo thống kê của Cục Thống kê Lao động Mỹ BLS. Tuần này hãy cùng Let's Talk khám phá về hai ngành học luật và luật kinh tế để tìm hiểu xem vì sao luật sư lại có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ như vậy nha. Nào, Let's Talk! Xin được chào tất cả các bạn đang đến với talk show hướng nghiệp của trường Đại học Văn Lang, Let's Talk! Và mỗi tuần một chủ đề, một ngành nghề khác nhau, hy vọng rằng Let's Talk sẽ mang đến nhiều thông tin thiết thực, bổ ích và đúng với nhu cầu của các bạn học sinh như thông điệp của chương trình: đối thoại để hiểu mình và chọn ngành. Và trong tuần này thì Minh Nhật rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn học sinh để tìm hiểu về hai ngành học rất thú vị, đó chính là luật và luật kinh tế. Và xin được mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ với hai bạn học sinh lớp 12 thuộc trường Trung học phổ thông Marie Curie và Trung học cơ sở Trung học phổ thông Diên Hồng. Xin được chào đón các bạn. Và xin được mời hai bạn sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân đến với tất cả các bạn khán giả đang theo dõi nhé. Dạ, em chào anh và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Mạnh Khoa, học sinh lớp 12D4, trường Trung học phổ thông Marie Curie. Dạ, em chào anh, em tên là Hương Giang, trường Trung học phổ thông Diên Hồng. Em học lớp 12A9 ạ. Và xin được chào mừng hai em đã đến với Let's Talk ngày hôm nay. Và Minh Nhật cũng được biết rằng là kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022 cũng đang gần tới rồi đúng không nào? Và chắc hẳn rằng không chỉ có hai em không mà các bạn khán giả là học sinh lớp 12 Trung học phổ thông cũng đang có rất là nhiều những nỗi băn khoăn, những nỗi lo lắng về việc chọn ngành, chọn nghề, chọn trường như thế nào cho hợp lý. Và thấu hiểu những nỗi lo đó thì chương trình ngày hôm nay đã có mời về một ban tư vấn vô cùng xịn sò với phương châm luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, sẽ gỡ rối những thắc mắc đó dành cho các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp mặt ban tư vấn của Let's Talk. Tiến sĩ Nguyễn Tất Thành, Phó trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật trường Đại học Văn Lang. Luật sư Nguyễn Minh Luận, Giám đốc công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Công lý. Anh Huỳnh Minh Tuấn, cựu sinh viên khóa 23 ngành Luật kinh tế, quán quân Pháp luật Idol, cuộc thi do khoa Luật trường Đại học Văn Lang tổ chức, sinh viên đại diện tham quan học tập tại Đền Hùng Phú Thọ năm 2019. Dạ vâng, xin chào ban tư vấn ạ. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật thú vị, mang lại nhiều thông tin bổ ích giúp cho các bạn học sinh đang quan tâm đến ngành luật và luật kinh tế tại trường Đại học Văn Lang. Và trước khi bắt đầu chương trình thì để xóa tan khoảng cách giữa ban tư vấn cũng như là các bạn học sinh để chúng ta dễ dàng trò chuyện với nhau hơn, thì Minh Nhật xin được mời mọi người sẽ cùng tham gia vào một trò chơi nhỏ mang tên Rung Chuông Vàng. Và trên tay Minh Nhật đây thì đang có 10 câu hỏi trắc nghiệm rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp 12 trong bộ môn giáo dục công dân, nội dung về pháp luật. Và mỗi câu hỏi thì tất cả quý vị sẽ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Sau khi Minh Nhật hô hiệu lệnh hết thì mọi người sẽ cùng nhau giơ tấm bảng của mình lên. Và Minh Nhật cũng sẽ nhờ trợ lý trường quay để hỗ trợ xem ai là người trả lời câu hỏi đúng nhất. Và sẽ có một phần quà đặc biệt cho người chiến thắng ngày hôm nay. Cho nên là hy vọng ban tư vấn và cũng như là hai em học sinh sẽ chơi thật là thoải mái nha. Và mọi người chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vậy thì chúng ta cùng rung chuông vàng. Và với câu hỏi đầu tiên, Minh Nhật xin được phép đọc lên dành cho tất cả mọi người. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam? A. Pháp lệnh, B. Luật, C. Hiến pháp và D. là nghị quyết. Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên rất là dễ đúng không ạ? 3, 2, 1 và xin mời đáp án. Dạ, C. Dạ rồi. Và đây chính là đáp án chính xác là hiến pháp. À, xin được chúc mừng cho mọi người ạ. Câu hỏi đầu tiên rất là thuận buồm xuôi gió đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi số 2. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là A. Từ đủ 14 đến dưới 16, B. Từ đủ 14 đến đủ 16, C. Từ đủ 16 đến dưới 18 và D. Từ 16 đến đủ 18. 3, 2, 1, hết giờ. Dạ rồi, và các thầy trong ban tư vấn là A và các bạn học sinh cũng là A. Và đáp án đúng chính là câu A, từ đủ 14 đến dưới 16. Xin được chúc mừng cho mọi người thêm một lần nữa đã trả lời đúng câu hỏi số 2 này ạ. Và quả thật rằng là những câu hỏi này rất là quen thuộc khi mà chúng ta
có thể ôn lại được những kiến thức của lớp 12 bộ môn giáo dục công dân. Và chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi số 3. Pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của A. tổ chức tôn giáo, B. giai cấp thống trị, C. nhà nước và xã hội, và D. là nhân dân. 3, 2, 1. Hết giờ. Và xin được mời đáp án ạ. B, B, C. Và ở đây là C, C. Dạ rồi, có 2 đáp án B và 1 và 3 đáp án C. Và xin được chúc mừng cho 3 đáp án C, đó chính là nhà nước và xã hội. Lâu lâu phải trả lời sai đi chứ. Dạ vâng, và chúng ta đã có phải gọi là những cái đáp án nó hơi lệch lệch xíu đầu tiên. Nhưng mà không sao cả, bởi vì sẽ còn có những câu hỏi tiếp theo chúng ta vẫn có thể ghi điểm được nha. Và chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi số 4. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt giam giữ người? A. bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật. B. bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. C. bắt giam giữ người khi người này đang nghiện ma túy. Và D. bắt giam giữ khi người này có người thân phạm pháp luật. Dạ rồi, và 3, 2, 1, xin mời đáp án. Dạ rồi, B, 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 B. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Xin được chúc mừng cho dạ, mọi người đã trả lời đáp án này chính xác. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam? A. tính giai cấp và tính xã hội. B. tính giai cấp và tính chính trị. C. tính xã hội và tính kinh tế. Và D. tính kinh tế và tính xã hội. Dạ, nghe kỹ đáp án chưa ạ? Và 3, 2, 1, xin mời đáp án. Dạ, A, A, B, C, C. Dạ, lần này thì chúng ta có 3 đáp án khác nhau. Vậy thì đáp án nào sẽ là đáp án chính xác ạ? Bản chất của pháp luật Việt Nam chính là tính giai cấp và tính xã hội. Đáp án A là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cho hai thầy dạ đã có trả lời chính xác là đáp án A ạ. Dạ vâng, bây giờ thì có thể nói rằng là ở những mức điểm của chúng ta có thể gọi là bằng nhau rồi. Hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ giữ được phong độ đến câu hỏi cuối cùng. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 6. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, theo nghị quyết 32CB2007, mọi người ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm. Điều này thể hiện A. nội dung của pháp luật, B. đặc trưng của pháp luật, C. bản chất của pháp luật, và D. vai trò của pháp luật. Xin mời. Không nhớ, chưa thuộc câu hỏi. Không nhớ. Các phải hỏi câu hỏi. Không nhớ được câu hỏi là gì. Dạ. Và đáp án lần này chúng ta có là C, C, B, B, A. Dạ rồi, vẫn là 3 ý kiến khác nhau. Vậy thì từ ngày 15 tháng 12 năm 2007 thì khi mọi người ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, điều này thể hiện đặc trưng của pháp luật, và đáp án đúng sẽ là đáp án B. Chúng ta chỉ còn 3 câu hỏi nữa thôi ạ. Với câu số 7, pháp luật là A. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện. B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. C. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Và D. hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Xin mời. Dạ rồi, chúng ta có C, C, A, C, C. Dạ, một mình thầy. Một mình thầy là chống chọi lại với 4 đáp án C. Dạ, xin mời thầy ạ. Dạ rồi, đáp án, bởi vì đáp án của thầy là đáp án chính xác ạ. Dạ, pháp luật chính là hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện. Xin được chúc mừng cho thầy. Dạ. Và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Cố gắng để giành giải thưởng. Dạ, cố gắng để giành được nhiều điểm nhất có thể. Dạ rồi, với câu hỏi số 8. Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng. A. đều mang tính quy phạm. B. đều mang tính quy phạm bắt buộc chung. C. đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn. Và D. đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận. Dạ, xin mời đáp án ạ.
Dạ rồi, và bây giờ thì chúng ta đã có 5 đáp án đồng thuận với nhau và xin được chúc mừng. Đây là 5 đáp án chính xác, chính là câu A. Đều mang tính quy phạm. Xin được chúc mừng cho tất cả mọi người ạ. Dạ, hy vọng rằng là câu hỏi cuối cùng này tất cả mọi người cũng trả lời đúng nha. Phương thức tác động của nhà nước lên quan hệ pháp luật là A. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. B. Giáo dục, cưỡng chế. C. Cưỡng chế. Và D. Giáo dục. Và 3, 2, 1. Dạ, xin mời đáp án ạ. Wow, lần này thì chúng ta có C, A, 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 A. Dạ, một mình anh. Dạ, khác biệt duy nhất so với lại 4 người còn lại. Và câu hỏi cuối cùng của chúng ta có đáp án chính là câu A. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Đó chính là những phương thức tác động của nhà nước lên quan hệ pháp luật. Dạ vâng, xin được chúc mừng cho hai thầy cũng như là hai bạn học sinh đã trả lời đúng câu hỏi cuối cùng này ạ. Và mini game rung chuông vàng của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm ra một người chiến thắng, đó chính là luật sư Nguyễn Minh Luận ạ. Dạ, luật sư cũng đã có 9 trên 9 đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cho luật sư. Và trường Đại học Văn Lang ngày hôm nay cũng có một phần quà dành tặng cho các thầy trong ban tư vấn cũng như là các bạn học sinh. 3, 2, 1. Và xin được cảm ơn ban tư vấn cũng như là hai bạn học sinh rất là nhiều. Chúng ta đã có những giờ phút chơi với nhau thật là vui, có những tiếng cười và thật sự là thoải mái rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng ban tư vấn cũng như là hai bạn học sinh sẽ giữ vững phong thái này nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi. Let's talk! Và em xin được chào thầy, xin được chào luật sư và cũng như là anh. Và ngay đầu tiên này thì Minh Nhật có một câu hỏi dành cho ban tư vấn, đó chính là học luật chúng ta sẽ cần có được những yếu tố nào? Và hay nói rõ hơn, đó chính là những tố chất nào? Và Minh Nhật cũng tin rằng đây không chỉ là một thắc mắc của riêng bản thân Minh Nhật đâu, mà còn có rất là nhiều các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành và chọn nghề của mình. Và Minh Nhật xin được mời tiến sĩ Nguyễn Tất Thành sẽ đưa ra được góc nhìn của mình với câu hỏi này ạ. Chào MC và chào các bạn sinh viên. Một cái người mà học luật thì trước hết thì cần phải có một cái tố chất, đó là phải biết học hỏi, phải luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi đấy, cho mình, cho xung quanh. Cái đó là cái người ta gọi đó là cái tư duy phản biện. Yeah. Đấy, luôn luôn đặt ra câu hỏi, bởi vì trong cái quá trình mình học luật nó sẽ phát sinh rất nhiều các tình huống khác nhau. Đấy, và để mà giải quyết được tình huống này thì mình cần phải hỏi trước hết. Đấy, tức là học luật là phải hỏi. Đấy. Thêm vào đó thì cũng cần phải có một cái tư duy logic. Tư duy logic tức là chúng ta học luật chúng ta phải biết trình bày theo một cái trình tự. Đấy, ví dụ như chúng ta đi từ từng bước một. Đấy, bởi vì khi mà học luật thì chúng ta đòi hỏi cái logic nó nhiều hơn. Khi mà giải quyết các cái vấn đề pháp lý nó phát sinh. Còn có thể là đó là một cái góc nhìn của thầy thôi. Còn lại ở đây có luật sư Luận, rồi có bạn sinh viên, thì luật sư cũng sẽ đưa ra cái góc nhìn của luật sư trước cái câu hỏi về cái tố chất nào khi các bạn cần phải học luật. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tất Thành rất nhiều. Vậy thì với góc nhìn của luật sư Nguyễn Minh Luận thì như thế nào ạ? Mình chưa hết cũng đồng quan điểm với thầy Thành. Dạ. Đối với những người làm luật cũng như là người học luật cũng như là những luật sư thì cái tư duy logic rất là quan trọng. Tư duy logic ở đây nó bao hàm là khả năng phân tích, khả năng tổng hợp, đánh giá. Và câu hỏi đặt ra không phải là câu hỏi như thế nào, mà câu hỏi chủ yếu là câu hỏi tại sao. Thì từ cái tại sao đó nó mới dài giải quyết được những vấn đề đòi hỏi trong một cái sự việc về pháp lý. Vậy thì với anh Huỳnh Minh Tuấn thì anh là một cựu sinh viên khóa 23 của ngành luật kinh tế, thì khi mà anh đã học tập tại ở ngôi trường Đại học Văn Lang này, ngay bây giờ đây anh đã bước ra ngoài xã hội cũng đã có được những công việc của mình, thì anh cảm thấy như thế nào về góc nhìn của anh về với câu hỏi này ạ? Đối với bản thân mình thì ngoài những cái vấn đề mà thầy giống như luật sư đã nói trên, thì đối với mình nghĩ là học luật cần một cái sự siêng năng chăm chỉ. Tại vì pháp luật thì luôn luôn cập nhật và có những cái thay đổi, thì mình là những người học luật thì mình phải luôn luôn những người cập nhật những cái thông tin, những cái thay đổi về pháp luật để cho mình có thể tiếp tục phát huy về cái lĩnh vực của mình theo đuổi. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và Minh Nhật có thể thấy một cái số suy nghĩ khi mà của Nhật hồi trước khi còn là một học sinh trung học phổ thông, đó chính là nhìn vào hình tượng của những người học luật hay là các luật sư hơi gọi là gian nan một xíu khi mà phải nhớ được dạ những điều trong các bộ luật, và cũng như rằng là phải có một cái trí nhớ phải gọi là siêu phàm. Vậy thì cái ý đó có đúng không anh? Theo anh nghĩ thì rất là khó để có thể ai nhớ hết được những cái điều trong bộ luật, nhưng mà khi mà mình học luật hay là những luật sư thì em nghĩ là sẽ có những cái cách để người ta khi mà nhìn vào vấn đề thì ta sẽ biết là cần những áp dụng những cái bộ luật nào, hay là cần tìm kiếm những cái thông tin trong những cái luật hay là các nghị định nào. Dạ vâng, và những điều đó thì sẽ được tiến sĩ Nguyễn Tất Thành cũng như luật sư Nguyễn Minh Luận sẽ giải đáp trong những phần sau của chương trình các bạn nha. Quay trở lại với hai bạn học sinh đó chính là Khoa và Giang, thì các thầy cô trong ban tư vấn đã rất là cởi mở và chia sẻ rồi, thì Minh Nhật cũng hy vọng rằng các bạn sẽ không còn ngại ngùng gì nữa để nếu như chúng ta có những câu hỏi nào về ngành học mà hai bạn đang quan tâm. Vậy thì anh xin được mời câu hỏi đầu tiên đến từ bạn nào ta? Dạ em. Rồi ok, xin được mời Khoa. Dạ dạ cảm ơn ban tư vấn và anh MC. Thì em xin được đặt một câu hỏi là thời gian đào tạo một luật sư là bao lâu ạ? Dạ em xin hết. Dạ rồi, thời gian đào tạo của một luật sư sẽ là bao lâu ạ? Dạ với câu hỏi này thì Minh Nhật xin được mời luật sư Nguyễn Minh Luận ạ. Thời gian đào tạo của một luật sư ở Việt Nam thì nó rơi vào khoảng 6 đến 7 năm. Dạ. Theo đó thì bạn phải học tốt nghiệp cử nhân luật. Dạ. Sau đó bạn sẽ phải theo học một cái khóa học của Học viện Tư pháp. Và theo quy định mới nhất thì là khóa học kéo dài cỡ khoảng 1 năm cho đến 18 tháng, tức là 12 đến 18 tháng. Tùy theo cái việc mà bạn theo đuổi cái lớp học như thế nào. Sau đó bạn phải ra thực tập, tức là tập sự luật sư. Trong thời gian cũng tương tự như vậy thì nó kéo dài cỡ khoảng 7 năm. Tức là khi từ một học sinh bạn học trôi chảy đại học, sau đó là học các cái khóa Học viện Tư pháp cũng như là tập sự luật sư thì nó khoảng tổng cộng 7 năm. Và đó là chính là khung thời gian tối thiểu của chúng ta nếu như mà chúng ta siêng năng, chúng ta liên tục học về ngành luật sư. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thực chất ra ở chỗ này thì mình cũng nên làm rõ một chút, tức là khi các bạn học về luật á, học về luật thì theo cái chương trình đào tạo hiện nay của chúng ta là chúng ta đào tạo cử nhân luật là thời gian là 4 năm. Đấy, tức là sẽ kết thúc 4 năm là các bạn sẽ có cái bằng cử nhân luật. Thì sau khi mà các bạn kết thúc cái bằng cử nhân luật này thì các bạn có thể đi ra làm, các bạn có thể theo đuổi cái nghề luật sư. Thực chất ra luật sư là một nghề. Yeah. Mà khi mà chúng ta có cái bằng cử nhân luật rồi thì bắt đầu chúng ta theo đuổi cái nghề đó thì chúng ta sẽ tiếp tục học. Như chỗ luật sư Luận đây có đề cập đấy, thì chúng ta sẽ trải qua một cái khóa gọi là khóa học về kỹ năng dành cho luật sư. Không phải là tự nhiên mình học luật xong là mình ra trở thành luật sư được. Yeah. Đó, mà mình sẽ học một cái lớp gọi là kỹ năng để trở thành luật sư. Đấy, và cái lớp đó thì trước đây là có 6 tháng thôi, nhưng bây giờ thì người ta yêu cầu dài ra là khoảng 1 năm. Đấy. Và sau đó thì chúng ta có thêm cái thời gian thực tập. Đấy, và khi mà chúng ta hoàn thành cái đó thì bắt đầu chúng ta mới cấp cái chứng chỉ và chúng ta chính thức hành nghề cái luật sư. Đấy là cái này về nghề nghiệp thì nó sẽ hơi lâu một chút, không phải là ra cái là mình làm luôn. Yeah. Đấy, nhưng mà sẽ có những công việc mà mình học xong á thì mình có thể làm ngay lập tức được. Và tí nữa thì các bạn muốn hỏi những cái phần đó thì chúng ta sẽ tiếp tục, thì chúng ta sẽ trả lời về cái phần nghề nghiệp liên quan. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tất Thành rất nhiều. Sau khi nghe luật sư Luận và tiến sĩ nói thì em có suy nghĩ gì về con số là 7 năm là ít nhất? Dạ em cảm thấy nó lâu. Lâu? Nó lâu. Thì 7 năm nó cũng chỉ là một con số. Mình có thể như là trao dồi thêm và mình học hỏi thêm. Và biết đâu được mình sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khác thì sao? Đúng không nào? Thực chất ra thì nó cũng không có lâu đâu. Bởi vì mình cứ suy nghĩ đi là mình học về bác sĩ chẳng hạn. Yeah. Mình học bác sĩ ra để mình chữa bệnh cho con người thì cần đòi hỏi phải có cái sự chăm chút từng tí một về kiến thức, cẩn thận. Yeah. Thì học về pháp lý mình ra bên ngoài mình cũng thế, giống như mình chữa lành vết thương về mặt pháp lý cho con người vậy. Yeah, đúng rồi. Thì nó sẽ phải đòi hỏi mình có một cái khoảng thời gian tương đối là dài để mình làm quen và mình có thể đứng ra để mình có thể hành nghề được. Dạ vâng, hy vọng rằng là với câu hỏi phải gọi là chi tiết vừa rồi sẽ giúp cho Khoa giải đáp được thắc mắc của mình đúng không nào? Rồi, xin được mời em. Dạ, con muốn hỏi mấy thầy là trong ngành luật có những môn nào dễ rớt nhất? Những môn ngày nào dễ rớt nhất trong môn luật trong quá trình đào tạo này? Mời cựu sinh viên trước. Khi mà là người đã có một cái trải nghiệm phải gọi là thiết thực nhất với chương trình đào tạo thì anh sẽ đưa ra những góc nhìn của mình ạ. Xin được mời anh Tuấn. Thật ra đối với mình đó thì
cái chuyện môn nào dễ rớt nhất thì nó do vào khả năng của mình. Dạ. Như đối với anh thì anh rất sợ những cái môn về toán, nên là anh nghĩ lúc đầu á, ban đầu khi mà anh vào khoa luật á hoặc là ngành luật kinh tế thì anh nghĩ là không có liên quan đến toán. Dạ. Nên anh quyết định chọn xong rồi, nên là cái môn mà anh sợ nhất cho đến bây giờ đó là kinh tế vi mô với vĩ mô. Dạ. Anh nghĩ môn đó hồi trước mình cũng sợ. Dạ. Khá nhiều người sợ. Dạ, hai môn đó. Ngoài môn kinh tế vĩ mô hoặc là nỗi sợ về toán ra thì có còn một môn nào nữa không theo góc nhìn của anh? Anh nghĩ là tại vì rồi, anh khá thích mấy môn chuyên ngành, anh ngược với các bạn thì anh lại khá thích những cái môn chuyên ngành. Dạ. Nên là cũng có những cái khó khăn trong những cái môn riêng, nhưng mà đối với anh thì anh cũng không sợ lắm. Vậy thì góc nhìn của thầy, dạ, đứng trên cương vị là một giảng viên tại trường Đại học Văn Lang thì thầy thấy như là phải gọi chia sẻ tâm sự nhỏ nhỏ thôi là các bạn sinh viên hay dễ rớt môn nào nhất ạ? Dễ rớt môn nào nhất? Thực chất ra để mà trả lời câu hỏi dễ rất rất môn nào nhất thì nói ra thì các bạn sợ là các bạn không vô học nữa. Yeah. Thì cũng kỳ ha. Nhưng mà thực chất ra khi mình đi học thì người ta bảo cuộc đời mình đi học thì cũng phải cho mình rớt một lần để mình biết cảm giác nó như thế nào. Và học thì người ta nói rằng là không có môn nào dễ mà cũng không có môn nào khó cả. Vâng. Dễ hay khó nó là do bản thân của chúng ta. Khi chúng ta học mà chúng ta tập trung vào thì cái môn khó nó có thể thành môn dễ. Khi chúng ta đam mê và yêu thích nó thì trở thành môn dễ. Đây chẳng hạn thì ví dụ như là Tuấn đây là không thích toán cho nên là không học nên là rớt. Đúng không? Không có đâu mà rớt. Chỉ nhưng sợ mà thôi. Nhưng mà mình đam mê, mình có hứng thú với những cái môn học đó thì theo thầy thì không có gì là khó cả, và mình sẽ vượt qua được cái nỗi lo sợ rớt. Thì tất nhiên là trong sinh viên thì sẽ có người ta sẽ đồn môn này là khó, có người khác đồn môn kia là khó. Nhưng mà thực chất ra thì cái khó hay không đấy, nhưng thầy nhắc lại nó là do mỗi một cá nhân của mình thôi. Với những cái chia sẻ vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về nghề nghiệp của mình. Có một cái quan điểm là học luật sư để làm luật sư. Đây là một nhận định mà số đông vẫn thường nghĩ đến khi đề cập tới chuyện học luật. Dạ. Và Minh Nhật xin được nhờ ban tư vấn của chúng ta sẽ đưa ra suy nghĩ của mình về nhận định này. Đầu tiên thì xin được mời luật sư Nguyễn Minh Luận ạ. Dạ, học luật để làm luật sư. Các bạn nên có một cái khái quát về ngành luật. Dạ. Tức là học luật không có nghĩa là tất cả ra làm luật sư, mà đầu ra của đại học luật là cử nhân luật. Dạ. Cử nhân luật thì nó sẽ là nguồn nhân lực cho rất nhiều ngành. Thứ nhất là ngành tư pháp. Tư pháp từ cấp phường xã, đã có ban tư pháp phường xã cho đến quận huyện, cho đến sở. Yeah. Theo nữa là tòa án, viện kiểm sát, thậm chí bên ngành công an. Yeah. Cái đầu ra của nhân luật cũng là cái nguồn của cán bộ, nhân viên pháp chế của các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính. Thì không có nghĩa là học luật ra là các bạn phải theo nghề luật sư, mà các bạn làm công tác luật pháp luật trong cơ quan nhà nước, trong các tổ chức xã hội, trong các doanh nghiệp. Còn một số mới chuyên tâm theo nghề luật sư. Thực ra nghề luật sư là một nghề, nó không như là một cán bộ tư pháp. Yeah. Suốt đời làm ở trong ủy ban phường, suốt đời làm trong phòng tư pháp và hưởng lương hưu. Còn đây luật sư là một nghề, nó gần như một ngã rẽ riêng. Yeah. Ngã rẽ riêng. Và như vậy thì nó có sự lựa chọn, nó có sự lựa chọn khắc nghiệt. Tức là chỉ những người nào có đủ khả năng thì mới theo nghề luật sư được. Yeah. Chứ còn nếu không có đủ khả năng thì cũng không thể theo đuổi nghề luật sư được. Mình có thể trở thành bất kỳ ai, mình cũng thành công rồi. Ví dụ như mình có thể kể ra mình trở thành nhà chính trị gia chẳng hạn ha, như là ông Putin đấy, ông từng học luật ra và cuối cùng ông trở thành tổng thống. Rồi ông Barack Obama cũng thế, và có thêm bà Hillary Clinton, những người mà rất là nổi tiếng ở trong giới chính trị mà chúng ta có thể thấy. Rồi chúng ta có thể không trở thành những người nổi tiếng đến mức như vậy thì chúng ta cũng có thể trở thành những con người bình thường bằng cách là chúng ta làm ở trong các cái doanh nghiệp, làm ở trong các cái công ty, rồi làm ở cơ quan nhà nước. Còn nếu như mà chúng ta không muốn như thế nữa, chúng ta có thể tự do chúng ta ra bên ngoài chúng ta làm ở trong lĩnh vực pháp lý,
Đấy, sử dụng các cái kiến thức của mình để mà giúp người, giúp chính bản thân mình, giúp gia đình mình và giúp cho xã hội. Đó đều tất cả là những cái nghề mà chúng ta có thể trở thành sau khi chúng ta học luật, chứ không nhất thiết chúng ta sẽ trở thành luật sư. Còn cái việc mà mình trở thành luật sư thì nó là một cái quá trình rất là dài, và đó là lựa chọn nghề nghiệp. Thì sau khi mình học luật xong, mình có thể trở thành luật sư cũng được, hoặc là trước đó mình có thể làm một thời gian ở các cái công ty hoặc là các cái doanh nghiệp mà khác trước, và sau đó mình nếu có đam mê thì mình sẽ học tiếp để mình trở thành luật sư và mình thực hành cái ngành luật ở trong cái lĩnh vực đó. Dạ vâng, với lời tư vấn của tiến sĩ Thành và luật sư Luận thì cũng đã giải đáp cái câu hỏi trước đó dành cho Khoa, đó chính là cơ hội nghề nghiệp tại ngành nghề luật sư này nó như thế nào. Phải nói rằng là rất là nhiều và đa dạng các thể loại nghề mà những người học luật có thể làm được, bởi vì trong những công ty hoặc là có những cá nhân, những tổ chức, họ vẫn cần những bộ phận pháp luật ở trong công ty họ để có thể chỉ là bảo vệ những quyền lợi cho nhân viên hoặc là cho người lao động, đúng không ạ? Và tiếp đến một những câu hỏi về ngành nghề sẽ được các bạn đặt ra dành cho ban tư vấn. Xin được mời Giang. Dạ thưa thầy, là những cái khó khăn áp lực của một luật sư mới ra thầy. Dạ. Chắc là câu hỏi này nhận nghe đầu tiên đến từ anh Tuấn đi. Khi mà anh đã hoàn thành xong việc học tập tại trường đại học Văn Lang, và khi mà anh đang chuẩn bị bước ra bên ngoài, thì anh có những cái áp lực và những khó khăn gì về mặt của sinh viên đang rất là gần với bạn Giang như thế này? Anh chưa là luật sư, nhưng mà anh sẽ chia sẻ khi mà là một cử nhân luật khi mới vừa tốt nghiệp tại trường đại học Văn Lang. Thì đối với anh, cái khó khăn nhất có lẽ là việc ứng dụng những cái thứ mà mình đã học. Tại vì khi mình học á thì mình sẽ học những cái kiến thức thôi, mà khi mà mình áp dụng nó vào thực tế thì nó lại là một cái quá trình nữa mà mình cần một khoảng thời gian để cho mình có thể giống như được làm quen và được tiếp xúc với nó, thì có thể mình mới trở thành một cái làm quen và thuần thục hơn. Thì đó là anh nghĩ cái khó khăn đầu tiên, và chắc là khó khăn nhất khi mà một cái sinh viên luật vừa mới ra trường. Thực ra không phải sinh viên luật ra trường gặp khó khăn. Tất cả các ngành khác, các sinh viên khác khi ra trường đều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là khó khăn về việc xin việc. Và đặc biệt cái ngành luật thì một cái ngành mà xin việc nó không phải là dễ so với ngành khác. Lý do là nó có, khi mà bạn xác định đi làm xin việc trong các cơ quan nhà nước, hoặc là xin việc ở các cái tổ chức xã hội, chính trị xã hội vân vân gì đó, thì nó lại còn kèm theo một cái ràng buộc khác, chứ hẳn là quy định riêng về cử nhân luật. Thì nói chung là, và đặc biệt là đối với ngành luật sư thì bạn phải có một cái thời gian, một thời gian đào tạo thêm, một thời gian thực tập thêm thì bạn mới có đủ khả năng theo ngành luật sư được. Nên chính vì vậy mà cũng như cái ngành khác thì khi mới ra trường thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà tiếp cận một công việc của mình, sao cho công việc đó thành công trong tương lai. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Luận rất là nhiều. Và chắc hẳn rằng là những khó khăn thì ở đâu cũng gặp phải thôi. Riêng ngành luật thì cũng đã được anh Tuấn cũng như là luật sư Luận đã làm rõ hơn cho Giang rồi. Và hy vọng rằng là Giang sẽ, quan trọng rằng là mình sẽ giữ vững tinh thần yêu nghề để mình có thể vượt qua bất kỳ những khó khăn nào mang đến, Giang nhé. Rồi, và tiếp đến thì xin được mời Khoa có những câu hỏi gì về nghề nghiệp này muốn dành cho ban tư vấn không? Dạ, theo em được biết thì tất cả các ngành nghề đều có mặt tốt và mặt xấu của nó, thì làm sao để mình vượt qua cái cám dỗ của... Dạ em xin hết. Dạ. Một câu hỏi rất là thú vị ha. Cám dỗ của ngành nghề luật sư. Dạ xin được mời thầy ạ. Một câu hỏi của bạn rất là thú vị. Thực chất ra thì khi mình sống ở trong xã hội, mình làm việc và mình tham gia vào các mối quan hệ xã hội á, thì đâu đó nó cũng sẽ tồn tại những cái rủi ro. Rủi ro. Và cái ngành nghề nào nó cũng sẽ có những cái điều kiện thuận lợi và có những cái khó khăn. Thì thực chất ra là khi mà các bạn hành nghề ở trong lĩnh vực trong ngành luật á, thì nó cũng vô vàn lắm. Mình làm ở nhà nước thì nó cũng sẽ có những cái mặt tốt và mặt xấu của nhà nước chẳng hạn, đúng không? Ở trong đó thì đôi khi là có thể công việc nó nhàn nhã hơn so với không áp lực bên ngoài. Đấy, nhưng mà ngược lại thì nó có thể là có những cái thứ khác nó tác động vô. Rồi khi mà các bạn làm những cái công việc liên quan đến luật sư thì các bạn có thể tiếp xúc rất nhiều người. Các bạn có thể bảo vệ cái thân chủ của mình là cái, chẳng hạn như người phạm tội chẳng hạn, đúng không?
rồi các bạn cũng có thể bảo vệ những người bị hại, thì các bạn sẽ tiếp xúc rất là nhiều đấy, và có thể là những cái đó nó ảnh hưởng tới cái phẩm chất của mình. Đấy, vậy thì cái cách mà mình tốt nhất đó là gì? Khi mình học luật rồi thì mình phải giữ vững cái đầu tiên, đó là mình làm gì cũng phải theo pháp luật. Đó. Đấy là cái mà mình dễ tránh nhất tất cả mọi cái cám dỗ, mất tất cả mọi cái khó khăn đi, đúng không? Yeah. Làm đúng là trước hết. Đấy. Sau đó là gì? Thì tức là trong cái khó khăn nào mình cũng sẽ phải rèn cho mình một cái bản lĩnh. Đấy. Thêm luật là một chuyện rồi, nhưng mà trong đó sẽ có bản lĩnh, đúng không? Bản lĩnh, mình phải có được cái bản lĩnh như thế thì mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Và nhất là trong cái ngành luật mà mình tiếp xúc rất nhiều và đa dạng ở trong các mối quan hệ như thế, thì nó cám dỗ nó cũng nhiều lắm, đúng không? Đấy, như luật sư luận đây mà đi làm thực tế nhiều thì kinh nghiệm sẽ nhiều hơn. Đấy, ở trong cái đó thì luật sư cũng có thể chia sẻ thêm một vài cái ý để cho các bạn được biết. Dạ vâng, dạ xin mời luật sư ạ. Cái ngành nghề nào thì cái phẩm chất, người ta gọi là phẩm chất và đạo đức nó đi kèm với nhau. Thì nghề luật sư cũng rất nhiều cám dỗ. Cám dỗ có nghĩa là sao? Là trong chúng ta hay thường nghe nói rằng đổi trắng thay đen gì đó, tức là nó trắng giữa trắng và đen, giữa đúng và sai, giữa phạm tội không phạm tội. Thì luật sư nếu không bản lĩnh, không phẩm chất, đạo đức thì sẽ dễ bị làm cho cái sự việc cái nó bị méo mó đấy. Mà méo mó đi thì nó sẽ dẫn đến thiệt hại, ảnh hưởng đến hoặc là đến nhà nước, hoặc là đến tổ chức, hoặc là đến một cái cá nhân khác. Ví dụ mình chỉ ví dụ thôi là trong một cái vụ mà là tranh chấp một cái tài sản gì đó chẳng hạn, mà nếu luật sư vì lợi ích kinh tế, vì cái lợi ích của thân chủ lên hàng đầu mà mình bất chấp mọi cái, thì nó dẫn đến việc mà cái sự việc nó sẽ giải quyết nó không đúng theo quy định pháp luật, nó dẫn đến cái việc mà bản chất sự việc nó khác đi. Và như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người khác và thậm chí là đến sự nghiệp của mình luôn. Dạ. Nó tránh cái chuyện là trong cái giao tiếp, trong cái công việc thì nói chung là môi trường nào hay nghề nào thì cái phẩm chất đạo đức của mình vẫn phải đặt lên hàng đầu. Dạ vâng ạ. Và nhân tiện đây thì Minh Nhật cũng có một câu hỏi muốn dành cho anh Tuấn, rằng là Minh Nhật được biết luật kinh tế là một ngành có tuổi đời còn khá trẻ tại Việt Nam. Vậy thì vì sao trước đây giữa rất nhiều lựa chọn về trường đại học có tên tuổi về luật thì anh Tuấn lại chọn luật kinh tế của Văn Lang để gắn bó 4 năm thanh xuân của mình tại đây ? Anh có thể chia sẻ cho khán giả cũng được biết được không? Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đúng là cái quyết định thời điểm đó rất là có nhiều cái sự ý kiến trái chiều, tại vì thời điểm đó là khoa luật của trường đại học Văn Lang cũng mới trở lại sau gần 20 năm không đào tạo. Thì khóa 23 là một cái khóa được xem như là khóa đầu tiên, nên là khi mà quyết định chọn thì cũng có rất là nhiều cái băn khoăn cũng như là rất là nhiều cái ý kiến từ bên ngoài. Nhưng mà đối với em khi mà được tư vấn tuyển sinh á, thì khoa luật lúc đó thì có một cái đội ngũ giảng viên trẻ nhưng lại có rất là nhiều kinh nghiệm, nhiều tiến sĩ, thạc sĩ và rất là nhiều luật sư được đào tạo từ các chương trình nước ngoài hoặc là và có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực giảng dạy cũng như là trong cái lĩnh vực hành nghề riêng của mình. Và một cái điều em ấn tượng nhất khi mà em được nghe tuyển sinh lúc đó là ngành luật kinh tế Đại học Văn Lang lúc đó là theo hướng ứng dụng. Có nghĩa là mình vừa được học kiến thức từ sách vở và mình được thực hành nhiều hơn, mình được tham gia các phiên tòa giả định, mình được có những cái chương trình dành riêng cho khoa luật. Và tất nhiên là học tại Đại học Văn Lang thì cơ sở vật chất thì rất là tốt. Và theo như mình được biết thì hiện nay khoa luật cũng có kết nối rất là nhiều các doanh nghiệp, các sở tư pháp hoặc là các công ty luật để cho các bạn sinh viên có thể dễ dàng kết nối với các công ty cũng như là có thể mở rộng các cơ hội việc làm sau mà khi mình hoàn thành cái việc học tại khoa luật trường đại học Văn Lang. Và như bạn Tuấn có nói đó là từ cái khóa K23 là khóa đầu tiên sau khi chúng ta đào tạo lại các cái ngành luật kinh tế và sau này thì mở rộng thêm ngành luật nữa. Cái đầu tiên mà có thể nói được một cái điểm khác biệt và cái đó là cái tạo nên cái thương hiệu cho khoa luật của Văn Lang đó chính là chúng ta đào tạo luật theo hướng là ứng dụng. Có nghĩa là các bạn vẫn được học
lý thuyết, nhưng cái lý thuyết đó các bạn được thực hành ngay, kèm với đó là đào tạo cho các bạn những cái kỹ năng mềm và các kỹ năng nghề nghiệp ngay ở tại giảng đường của đại học, chứ không phải chờ đến khi mà chúng ta ra trường rồi chúng ta mới bắt đầu đi trau dồi những cái kiến thức đó. Thì đấy là một cái mà có thể nói là cái ưu điểm rất là lớn trong cái quá trình đào tạo ở khoa luật của Đại học Văn Lang. Bên cạnh cái đó thì ở khoa luật còn có rất là nhiều các cái chương trình, ví dụ như là trải nghiệm, các cái chương trình để chúng ta phục vụ cộng đồng. Bởi vì khi cho dù chúng ta học ngành nào đi nữa, kể cả ngành luật, thì cái phục vụ cộng đồng đó chính là cái tiêu chí rất lớn mà sau này nó đòi hỏi trong cái nghề nghiệp của chúng ta làm là nó phải có. Và cái nghề luật sư ấy, ở đây cũng chia sẻ luôn với chỗ luật sư luận, đó là nghề luật sư ấy, nó cũng là một cái nghề rất cao quý, ở trong đó chúng ta chia sẻ và chúng ta có cái trách nhiệm rất là lớn đối với xã hội, đối với cộng đồng. Và qua những cái thông tin bổ ích vừa rồi đến từ cả Tiến sĩ Thành và cả anh Tuấn thì đã giúp ích cho tất cả các bạn học sinh có đang có nguyện vọng gọi là bước vào trường Đại học Văn Lang để theo đuổi về ngành luật và luật kinh tế, cũng như là hai bạn ở đây và rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho hai em có thể tìm hiểu thêm về đời sống sinh viên. Mình đã hiểu mình rồi, mình cũng đã hiểu qua về nghề rồi, thì mình sẽ bắt đầu đến hiểu trường ha. Thì khoa luật của trường Đại học Văn Lang sẽ có những cái hoạt động sinh viên như thế nào, hoặc là câu lạc bộ ra sao, thì anh cũng thấy được là có anh Tuấn và thầy Thành cũng có thể giúp được cho hai em và cũng như là các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì xin được mời Khoa đi. Khoa có những câu hỏi gì về trường muốn dành cho các thầy cũng như là anh không? Dạ, cảm ơn anh. Em xin hỏi ban tư vấn là các cái câu lạc bộ của trường mình là gồm những cái bộ môn nào? Dạ. Các câu lạc bộ của trường, hoặc là ở bên Nhật có thể tóm gọn hơn một xíu, trọng tâm đó chính là câu lạc bộ tại khoa luật của mình nó sẽ thiên về những lĩnh vực như thế nào ? Ví dụ như là công bộ pháp lý, cái đấy thì nó đặc trưng riêng của khoa, tức là chúng ta có thể trau dồi và học hỏi những cái kỹ năng về mặt pháp lý, về học tập, trao đổi với các bạn khác. Đấy, thì đó là những cái mà khoa bây giờ đang triển khai. Rồi khoa cũng tổ chức những cái câu lạc bộ, ví dụ như là có câu lạc bộ diễn án chẳng hạn. Đấy, tổ chức cho một số các bạn mà có kỹ năng các bạn yêu thích chẳng hạn diễn án, thì đến những cái buổi diễn án lớn cho có thể cho cả trường, thì các bạn đó sẽ vào đóng những cái vai cụ thể. Thì như vậy thì nó gắn liền với cái quá trình đào tạo ở khoa luật. Và chắc là trong khoảng thời gian làm việc và công tác của mình thì luật sư luận cũng đã có một vài lần đến với trường Văn Lang, thì luật sư luận cảm thấy những cái môi trường của câu lạc bộ như thế nào ? Tôi được có cơ hội được vài lần tham gia trong các cái buổi sinh hoạt với sinh viên khoa luật của trường Đại học Văn Lang, thì tôi cảm nhận là hiếm có một cái khoa luật hay một cái nơi đào tạo cử nhân luật mà được sự quan tâm của nhà trường cũng như là của các thầy các cô trong khoa, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối thì được khoa mời rất nhiều người làm trong công tác pháp luật, thẩm phán, kiểm sát, rồi là các luật sư đến để định hướng nghề nghiệp cho các sinh viên trước khi đi thực tập. Thường các sinh viên đi thực mặc dù học 3 năm trong trường, nhưng mà trước khi bước ra ngưỡng cuộc đời ngoài ra trường ấy, thì rất nhiều bạn còn ngỡ ngàng. Đó là khi mà các bạn được các luật sư cũng như là được các người làm trong cơ quan nhà nước có thì tư vấn cho trước khi đi thực tập, cũng là một cái trải nghiệm mà tôi thấy là hiếm có một cái nơi nào đào tạo luật mà lại quan tâm chăm lo cho sinh viên như khoa luật của Đại học Văn Lang. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư luận rất là nhiều. Có thể thấy được là ngoài những hoạt động hoặc là những công việc học và giảng dạy đào tạo ở đây, thì còn có quan tâm đến môi trường để phát triển hơn và những kỹ năng khác dành cho các bạn sinh viên. Dạ, thưa ban tư vấn, cho em hỏi là văn hóa của tân sinh viên Văn Lang ra sao ? Thì chắc chắn rằng là anh Tuấn là người cũng hiểu rõ nhất, và một cậu sinh viên luật có thể như là giải đáp thắc mắc cho không chỉ là Giang cũng như là các bạn khán giả. Nhắc về vấn đề tác phong của sinh viên, và đặc biệt là sinh viên khoa luật, thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái sự chỉnh chu và hoàn thiện về bản thân mình khi mà mình đến trường, đến lớp gặp thầy cô. Đó là em nghĩ là yếu tố đầu tiên. Thầy Thành không biết có bổ sung ý kiến không ? Một cái nét đặc trưng của sinh viên khoa luật đó là nếu mà các bạn vào và các bạn trải nghiệm thì chúng ta sẽ thấy rằng là
nhìn có vẻ là trông có vẻ lịch sự hơn là so với các bạn khác, bởi vì cái từ cái cách ăn mặc và trang phục thì khoa cũng có những cái yêu cầu. Đấy, tất nhiên là sẽ có những buổi có trong tuần thì có những buổi là các bạn sẽ phải mặc các cái đồng phục của khoa và nhìn nó cũng rất là đẹp, giống như chúng ta đang thực hành nghề luật ngay ở trong môi trường học đó. Và qua những cái lời chia sẻ vừa rồi thì có thể giúp cho các bạn ở đây và các bạn đang theo dõi hiểu hơn về những nét văn hóa khi mà các bạn tham gia học tập tại trường Đại học Văn Lang và khoa luật nói riêng các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì thật sự ra là chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện rất là vui vẻ giữa Minh Nhật, các thầy, rồi anh Tuấn, rồi luật sư trong ban tư vấn, cũng như là hai bạn học sinh lớp 12 sắp tới sẽ trở thành tân sinh viên của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì Minh Nhật xin được phỏng vấn nhanh ban tư vấn của chúng ta, hãy miêu tả về chương trình ngày hôm nay trong 3 từ. Rất hữu ích. Dạ, hữu ích. Chương trình này rất là chất. Dạ, rất là chất. Em thì là kết nối. Trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời, dạ vâng ạ. Và xin được cảm ơn ban tư vấn rất là nhiều. Ngày hôm nay đã cung cấp được thêm những thông tin và vô cùng hữu ích dành cho không chỉ là hai bạn ở đây mà còn có các bạn đang theo dõi. Và bên Nhật cũng xin được cảm ơn Khoa và Giang ngày hôm nay cũng đã đến đây và xin được chúc cho hai em sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ lựa chọn đúng ngành nghề và đúng trường mà mình đang theo đuổi, và hy vọng rằng sớm gặp lại hai bạn tại trường Đại học Văn Lang các bạn nhé. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại tại Let's Talk tuần sau. Xin chào. Sau khi được nghe chia sẻ từ ban cố vấn, em đã có những thông tin hữu ích để lựa chọn ngành tốt hơn. Em cảm thấy chương trình rất là bổ ích. Em xin cảm ơn trường học Văn Lang đã tạo điều kiện cho em ngày hôm nay được tiếp xúc và chia sẻ với các thầy cô. Em xin cảm ơn.